Yo, hello anh em. Mấy ngày nay cứ mải mê bên Sumeru suốt mà quên mất 16 cái dương mới được thêm ở Liyue. Anh em nào mà chưa lấy thì ở video này mình sẽ chỉ vị trí của mấy cái dương đó luôn, đỡ mất công anh em dò lại. Đây là bản đồ vị trí của 16 cái dương đó và hướng di chuyển ngắn nhất. Vị trí bắt đầu là điểm di chuyển phía dưới dương số 1. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đó. Mấy cái dương này lấy khá là dễ, không có giải đố gì cả. Anh em cứ đến đúng vị trí như mình đánh dấu là sẽ thấy dương hay các dạng như mấy con tiên linh, khiêu chiến các thứ. Thì trước giờ anh em cũng thấy nhiều rồi nên nhìn cái là sẽ ra ngay. Thank you.
Vậy là chúng ta đã viết xong 16 cái dương mới ở Live rồi. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tới.